Nhật Bản với Tây Ban Nha 2 giờ ngày 2 tháng 12 năm 2022, lượt 3 bảng E, World Cup 2022. Sau màn lội ngược dòng lịch sử trước Đức trong ngày ra quân, Nhật Bản hừng hực khí thế bước vào cuộc đụng độ Costa Rica. Chạm trán đối thủ từng bị Tây Ban Nha hủy diệt 7 bàn không gỡ, Nhật Bản tự tin giành chiến thắng tới mức cất hàng loạt trụ như Junya Ito, Takuma Asano hay Ao Tanaka trên băng ghế dự bị. Sở hữu thực lực nhìn hơn, Nhật Bản đã thi đấu áp đảo và tạo ra không ít cơ hội ngon ăn. Nhưng trước sự quả cảm đến từ đại diện của CONCACAF, đội bóng xứ sở mặt trời mọc chẳng những đã bất lực trong việc ghi bàn mà còn phải nếm trái đắng ở phút 81. Trận thua tối thiểu Costa Rica chẳng những đã kéo thầy trò Hari Morirasu trở lại mặt đất mà còn đẩy họ vào tình thế vô cùng khó khăn ở lượt đấu cuối cùng. Tại bảng E lúc này, Nhật Bản đang xếp thứ hai, nhỉnh hơn Costa Rica về hiệu số bàn thắng bại và hơn Đức 2 điểm. Trong trường hợp Costa Rica và Đức cầm chân nhau, Nhật Bản chỉ cần một kết quả hòa là đủ đi tiếp. Nhưng nếu Costa Rica đánh bại Đức hoặc ngược lại, Samurai Xanh sẽ buộc phải quật ngã Tây Ban Nha mới có thể vượt qua vòng bảng. Về lý thuyết là vậy nhưng sẽ rất khó để niềm tự hào của châu Á tránh khỏi viễn cảnh trắng tay trước Tây Ban Nha, đội bóng đang nổi lên là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho chiếc cúp vàng danh giá. Sau chiến tích lọt tới bán kết Euro 2020, giành ngôi Á quân UEFA Nations League 2020-21 và đã ghi tên mình vào bán kết UEFA Nations League 2022-23, Tây Ban Nha tiếp tục chứng tỏ sức mạnh đáng gờm tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Với chiến thắng 7 sao trước Costa Rica, La Roja đã thiết lập nên hàng loạt kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi sở hữu thời lượng kiểm soát bóng nhiều nhất và tung ra nhiều đường truyền nhất trong một trận đấu tại World Cup. Thậm chí, Botos còn khiến Costa Rica trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử không tung ra nổi pha dứt điểm nào trong một trận đấu tại World Cup. Sang đến lượt trận thứ hai, dù để Đức cầm hòa đáng tiếc ở phút 83, nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Luis Enrique vẫn cho thấy sự thống trị về thế trận bằng việc kiểm soát bóng lên tới 64%. Với lối chơi tiki-taka phiên bản nâng cấp đầy biến ảo, Tây Ban Nha lúc này quả thực là một đối thủ quá tầm đối với Nhật Bản. Với kèo châu Á Tây Ban Nha chấp 1.25, anh em cân nhắc kèo trên. Chốt. World Cup 2022.